Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,08%, hiện tại đứng ở mức 2.513 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,30%, hiện tại chỉ còn đứng ở mức 101,14 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 61.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,805% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 71,96 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo CNBC, giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 22% trong năm nay, tương đương khoảng 460 đô la Mỹ do căng thẳng địa chính trị và bất ổn do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Cùng với triển vọng cắt giảm lãi suất sẽ giúp thúc đẩy giá kim loại quý này lên mức cao hơn nữa. Theo chiến lược gia ngoại hối Christopher Wong của OCBC cho biết, đợt tăng giá mạnh mẽ của vàng phản ánh thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sâu hơn. Theo công cụ Fedwatch của Simmer, các nhà giao dịch đã định giá đầy đủ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, với khoảng 68% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản. Thị trường cũng đang chờ đợi hội nghị thường niên của Fed Jackson Hole bắt đầu vào cuối tuần này. Những năm trước, các quan chức của Ngân hàng Trung ương đã đưa ra những tuyên bố làm thay đổi thị trường tại hội nghị. Chủ tịch Fed Powell dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị vào ngày thứ Sáu và có thể đưa ra một số hướng dẫn về quy mô cắt giảm lãi suất dự kiến của Mỹ trong tháng 9. Theo ông Wong nói thêm, do thị trường đã kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất sâu ở một mức độ nào đó nên rào cản đối với ông Powell là rất cao để vượt qua thị trường. Một số kiểm tra thực tế có thể đủ và không loại trừ khả năng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Theo chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, Daniel Gary cho biết, dữ liệu thị trường quyền chọn và tương lai vàng cho thấy thị trường đang ở tình trạng mua quá mức, điều này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại quý này. Nhu cầu từ Trung Quốc vẫn mạnh, theo ông Jim Quick của Kiko, người trích dẫn một lưu ý từ công ty môi giới FP Angle, tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đến từ thị trường Trung Quốc. Vàng cũng có thể tiếp tục chứng kiến dòng tiền đổ vào như một nơi trú ẩn an toàn với tin tức rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã trở về nhà mà không thành công trong việc môi giới một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Một cuộc tấn công toàn diện của Iran vào Israel cũng là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Có tiền chưa chắc đã mua được vàng. Trong lúc giá vàng tăng trở lại, chị Thanh Phương 40 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại tỏ ra tiếc nuối khi vẫn không thể mua được vàng trong gần 2 tháng nay. Kể từ lúc vàng miếng chỉ mua qua SJC và các ngân hàng quốc doanh, tôi không thể nào mua được vàng miếng, rất khó mua. Đặc biệt là khi mà chuyển qua hệ thống mua online là lúc nào cũng trong tình trạng kín chỗ. Nên thay vào đó, tôi đang xem xét mua thêm vàng nhẫn bởi theo dõi suốt thời gian vừa qua. Tôi tin xu hướng chủ yếu của vàng vẫn là tăng giá. Cùng tình cảnh này, chị Minh Trang 35 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, bây giờ có tiền chưa chắc đã mua được vàng, vàng miếng thì lúc nào cũng quá tải, vàng nhẫn thì không thể dễ dàng mua như trước. Trong lúc vàng tăng giá trở lại, tôi đi mấy cửa tiệm dọc Trần Nhân Tông cũng mới mua được ở thương hiệu Phú Quý, còn Bảo Tín Minh Châu hiện tại không bán, P&G thì hết hàng lâu rồi. Thực trạng trên có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều hội nhóm, diễn đàn giá vàng, cho thấy nhu cầu của người dân đối với mặt hàng này hiện tại vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Thậm chí có xuống gia tăng trong bối cảnh khó mua vàng, dẫn đến tình trạng nhiều người sang tay vàng với nhau. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên đầu giờ sáng nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC tạm thời chưa có thay đổi. Mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng trong số này sau khi mà điều chỉnh tăng nhẹ cuối ngày hôm qua. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 loại bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 77,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,40 triệu đồng trên một lượng. Còn với giá nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,08 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,38 triệu đồng trên một lượng.
đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn bốn số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào mức 77,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,35 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn đối mặt hàng vàng miếng SJC hiện tại tạm thời đang ổn định quanh vùng giá 79 triệu đồng trên lượng mua vào, 81 triệu đồng trên một lượng bán ra và được áp dụng hầu hết cho các hệ thống kinh doanh. Chỉ có riêng Mây Hồng là có chiều mua vào cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại, mua vào mức 80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.730 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.100 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.320 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.420 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Phú Quý SJC mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu, bán ra 8.100.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Ngân hàng TBank World mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau khi mà điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên cuối ngày hôm qua, tạm thời chưa có thay đổi và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.710.000, bán ra 7.840.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.710.000, bán ra 7.850.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.695.000, bán ra 7.795.000. Vàng 24K mua vào 7.517,8 nghìn, bán ra 7.717,8 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.611,8 nghìn, bán ra 5.861,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.309,9 nghìn, bán ra 4.559,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.015,8 nghìn, bán ra 3.265,8 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 7.715 nghìn, bán ra 7.835 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7.710.000, bán ra 7.840.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.